cô đợi ở đây. Mời cô. Hãy ghi ra con số và số tài khoản. Sau đó đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Minh Huy nữa. Tôi nghĩ đây là sự hiểu lầm. Ngoài công việc, giữa tôi và anh Huy không có bất kỳ một mối liên hệ nào hết. Hãy lột bỏ cái bộ mặt giả dối đó ra đi. Cô không phải hạng người tốt đẹp gì hết. Nếu không muốn nói thẳng, nhân cách của cô chỉ là cặn bã của xã hội thôi. Xin lỗi bà. Em đã làm gì sai mà phải xin lỗi? Cậu bình tĩnh đi. Anh xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng những chuyện này. Em về trước đi. Phong. Quên đi. Cô còn em trai, còn nhiều những người bạn khác. Em đừng sợ. Họ phải bước qua xác của anh. Nếu như muốn làm tổn hại tới em hay những người thân xung quanh em. Lôi nó ra. Nè. Tránh ra. Tránh ra. Tránh ra. Tránh ra. Tránh ra. Tránh ra. Tôi sẽ cắt đứt mọi liên hệ với anh Huy. Với một điều kiện. Em không được nói. Anh cấm em đó. Em không được nói như vậy. Anh cấm em đó. Bắt hắn ta khai ra là đã giết chết ba tôi như thế nào. Cô sẽ có được điều mình muốn nếu cô giữ lời hứa. Em không được hứa. Anh cấm em đó. Em không được hứa.
Ân. Ân à, anh xin em. Ân, anh xin em. Anh xin em. Ngày hắn ta bị bắt, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt ông nữa. Bảy năm chưa cưới sẽ chia tay. 20 giờ thứ năm thứ sáu hai tuần trên Vion. Vì anh muốn giải thoát khỏi tôi, nhưng baby, nó cũng là con của anh mà. Tại sao đưa nó đi, đưa để cho nó chết như vậy? Con điên. Quỳ xuống, quỳ xuống xin lỗi và cầu xin ba tôi và con tôi tha thứ cho anh. Vào đêm 24 tháng 6, cô có đi cùng với ai không? Tôi chỉ đi một mình thôi, Sai rồi. Ngoài cô ta ra, còn một người nữa. Tôi và anh ta thân lắm. Anh ta đã giúp tôi làm rất nhiều chuyện, giống như vụ của cô chẳng hạn. Có điều, anh ta lấy giá hơi cao đó. Anh nên dừng ba cái trò lố của mình lại đi. Kể từ bây giờ, tôi sẽ bảo vệ cho cô ấy. Ba của em sẽ không vui khi mà nhìn thấy cách đối xử của em với chị em như hiện tại. Thuốc này bác sĩ vào mua cho ba. Tôi có việc làm. Tôi sẽ dùng những đồng tiền lương thiện đó để mua thuốc cho ba của tôi. Tôi có thể đưa thuốc cho ba tôi được không? Định như hồi xưa, lợi dụng hoàn cảnh để người khác thông cảm rồi bỏ trốn sao? Tôi... Mời. Tôi thật sự phải đưa thuốc cho ba tôi. Nếu cô không hợp tác, buộc chúng tôi phải cưỡng chế. Đưa cô ta đi. Ba tôi cần thuốc này gấp lắm. Làm ơn đi. Cho chị theo dõi. Sao không liên quan tới chị? Tại sao em chấp nhận làm món đồ chơi trong tay của anh ta? Hả? Bộ em không có lòng tự trọng hả? Anh biết lý do tại sao em không thể từ chối anh ta mà. Vậy bây giờ nếu anh ta muốn em bán thân, là em cũng chấp nhận luôn đúng không? Em nói em giỏi hơn anh đi. Em thông minh hơn anh đi.
thì anh sẽ làm theo cách của em. Còn nếu không như vậy á, thì phải làm theo cách sắp xếp của anh. Em không hiểu hay cố tình không hiểu gì không? Giờ sao? Hả? Ý em là bây giờ là anh không có đủ tiền. Em khinh thường anh không có đủ tiền để sửa cái xe quần này. Nói bạo hành á là bởi vì mình thương người ta quá. Mình cho phép người ta vượt qua cái mức tới hạn của mình á. Giống như mình thấy được là vợ nè, mẹ nè, ngay cả em gái mình hay là bạn gái của mình luôn luôn cam chịu bạn trai. Tại vì phụ nữ Việt Nam đa số là như vậy, để chứ muốn dĩ hòa như quý ấy. Nhưng mà cũng vì cái chuyện đó nên một số cái sự gia trưởng trong một số gia đình, nó vô tình cái sự gia trưởng đó nó lên tới mức bạo hành hồi nào không hay. Tại vì mọi người tưởng bạo hành là phải đánh đập, giống như là ba của Tuấn Kiệt hay đánh đập mẹ của Tuấn Kiệt. Nhưng mà bạn này không hề đánh đập Thiên Ngân, nhưng mà bạn này cũng được gọi là bạo hành đó. Nhưng mà cái bạo hành của bạn này với người yêu của mình nó còn nặng nề hơn nữa, là bạo hành về tinh thần. Lúc nào cũng nói bạn này ngu. Ừ, thật sự bạn này rất tệ á. Người giàu thì làm gì cũng có tội, còn người nghèo làm gì cũng vô tội. Cái lý lẽ ấu trị đó em học ở đâu ra vậy? Em có biết là tiền kiếm được từ việc anh bảo vệ cho người giàu, anh mới có thể bảo vệ cho người nghèo một cách miễn phí không? Vậy lấy giá bao nhiêu? Vụ của em đó. Không, lúc nào cũng nói không, em đẹp lắm, em thông minh lắm. Ý là cái thái độ nói chuyện á làm cho người khác cảm thấy không có dễ thương. Lời nói của mình nó ảnh hưởng rất là nhiều đến tâm lý của người khác, nhất là những người mà mình yêu thương nữa. Jun thì không có quyền gì để nói, chỉ muốn nói là khi mà mình nổi giận lên, mình nóng tính lên thì mình hãy chờ 4-5 giây để mình nghĩ mình thôi, cái này nó có đáng hay không. Nếu mà nó đáng thì mình cũng nói nhẹ nhàng, còn nếu như mà nó không đáng thì mình cứ bỏ qua cho mọi chuyện nó tới nói êm xuôi trong gia đình. Tôi nghĩ thế thôi. Cậu có biết ai đã viết thư xin đặc xá cho cô ta không? Là mẹ cô Châu đó. Tôi không tin nỗi đau của cậu thì lớn bằng nỗi đau của bà ấy. Cô ta đã bán thận để lấy tiền làm phẫu thuật cho ba của cô ta. Còn lần này là để trả nợ và giải thoát cho bản thân cô ta. Theo chứng cứ thu thập được thì đây là một vụ tổ chức mua bán nội tạng người. Bọn chúng thường rải người ở các bệnh viện, dụ dỗ những nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn đưa qua biên giới phẫu thuật để lấy nội tạng. Có nỗi buồn ghé qua vuốt ra tâm hồn cô đơn, mưa từng cơn như xé tâm can, thời gian lạnh lùng lướt đi. Vườn hồng còn chưa nở hoa, từ nay đôi ta hóa xa lạ, lướt qua nhau tựa người dưng vội vã. Từ sâu tận trong trái tim, từng nhịp như chưa muốn quên, đôi bàn tay níu giữ lại nỗi văn vương, nỗi nhớ thương, nỗi người già. Có giấy tờ gì không? Cái này bạn con tặng nên con không có giấy. Làm gì vậy? Trả tiền thuê xe hôm qua cho cô. Ê! Vậy cô muốn bao nhiêu? 100 triệu. Giá trị của chiếc nhẫn kim cương đó trên 1 tỷ. Báo công an đi. Có phải cô đã cầm chiếc nhẫn này đúng không? Có người đã trình báo tới cơ quan công an rằng đây là tài sản bị mất cắp. Chiếc nhẫn này trị giá hơn 1 tỷ. Cô có biết mức hình phạt cho tội trộm cắp có trị giá hơn 1 tỷ là bao nhiêu năm không hả? Tôi không có ăn cắp. Vậy chiếc nhẫn này ở đâu ra? Chính anh là người đã đưa cho tôi chiếc nhẫn. Bây giờ tôi thích nói cô ăn cắp đó. Bởi vì một kẻ mang rợ như cô phải ở trong tù
càng lâu càng tốt. Tại sao? Tại vì hai mạng người. Xin cho tôi một tháng. Sau khi ba tôi hồi phục, tôi sẽ đi tự thú. Tôi đã ăn cắp chiếc nhẫn. Một giờ tôi cũng sẽ không cho cô. Nhưng tôi chỉ xin được cho tôi một cơ hội được chăm sóc cho ba tôi. Đừng bắt tôi phải bỏ ba tôi đi trong lúc này. Phải có một thứ em mong muốn mà không được chứ. Anh đó. Hả? Anh. Em học cái tính xàm đó của anh lúc nào vậy? Hả? Tôi sẽ không lấy một người đàn ông khi trái tim của anh ta chỉ hướng về người phụ nữ khác. Dù chuyện hôn sự giữa anh và tôi là chuyện làm ăn, anh cũng phải biết tôn trọng đối tác của mình chứ. Anh không có gọi em đến. Đúng. Anh làm chuyện còn tệ hơn. Anh bỏ đi khỏi bữa tiệc. Anh biết em sợ sân khấu mà. Sao phải cố ép buộc mình để gây ấn tượng với mọi người chứ? Vì tất cả mọi điều mà em làm là vì một người. Đó là anh. Rồi mày sẽ được gặp lại baby mà. Chỉ là tạm thời thôi. Ngân không có dám nhận mình là nữ hoàng nước mắt đâu, nhưng mà vì cái vai diễn này nó là một cái vai diễn khóc rất là nhiều, và cái Ngân lo lắng là khán giả xem nhiều quá khán giả sẽ bị mệt, tại mình khóc nhiều quá, cảnh nào của mình cũng khóc, khán giả coi tới một là mọi người sẽ thương, sẽ đồng cảm, nhưng mà sẽ kiểu cảm giác là ồ sao cái cô này cứ khóc hoài, nhưng mà thật ra nó bắt buộc, nên Ngân chỉ làm sao để mà phân tích được là cái giai đoạn nào khóc như thế nào cho nó phù hợp, khóc nhiều hay khóc ít, hay là làm sao cho những cái cảnh khóc nó khác biệt nhau hoàn toàn. Nên nếu như mọi người thương, mọi người cứ gọi mình với danh xưng đó thì mình cảm ơn. Nếu mà cho Ngân nhận lại một cái vai như vậy thì chắc phải lâu lắm Ngân mới dám nhận lại một cái vai khóc như vậy. Tại thật ra mới đầu Ngân nghĩ nha, đóng phim hành động là cực nhất rồi. Tại vì phim hành động mình phải quay dùng sức rất là nhiều. Nhưng mà cái vai này lại là cái vai khó và nó đòi hỏi rất là nhiều kỹ năng. Nó mệt tâm lý mà mình cũng phải diễn làm sao cho người ta cảm được cái nỗi đau của nhân vật. Rồi khán giả coi không có bị nhạt nhòa. Đó. Em Huyền không có sợ đâu. Nằm yên đi, con bị phóng nặng lắm. Thôi chị dạy tôi thôi, em Huyền nó không có sợ. Bình tĩnh nha. Chị ơi, giúp em cho em gặp đi đi. Mình cũng phải cố gắng hơn mỗi ngày để mà nếu như lần sau có nhận được một cái vai diễn nào đó khóc thì Ngân sẽ khóc một cái cách tốt hơn, tròn trịa hơn và hay hơn. Việt. Năm bước tới. Giờ mình bước lên mà nhìn người không? Dạ. Chậm lại hơn. Xin chào.
xin anh, tôi sẽ làm mọi chuyện. Nếu anh được thả giận, anh muốn tôi ở tù cả đời cũng được. Hay là anh muốn lấy mạng tôi cũng được. Tôi chỉ xin anh đừng đặt tôi về. Đừng có lên giọng hết, cái này chặt lại. Tôi ở cùng ai đó. Cô là ai? Đây là nhà của tôi. Đây là nhà của tôi. Giấy tờ chứng minh đâu? Ba cô đang cầm căn nhà để lấy tiền bồi thường cho nạn nhân thay cô. Tội hơn là ông ta đã cầm nhà. Tội hơn là ông ấy đã cầm cho đám vay nặng lãi, nên đã bị tụi nó lấy luôn nhà. Và tôi đã mua lại từ tay tụi nó, chỉ để đợi đến ngày hôm nay đập nát nó trước mặt cô. Xin anh, đừng đập căn nhà. Đập đi! Đừng! Tôi xin anh đừng đập căn nhà. Tôi sẽ lập tức đi tự thú. Lại phải đứng gần lại hả? Làm thôi chứ đừng có tức. Tôi sẽ lập tức đi. Cái tay em dài hơn mà. Mày em chụp lại. Em chụp nhanh lên. Anh biết chụp bôi, chạy anh chụp. Tôi bỏ xuống đi cho cái xin nha. Hả? Để làm gì vậy? Hả? Đó, đúng rồi, đúng rồi. Quăng luôn cái ba lô. Đây là nhà tôi, không được đập. Tôi sẽ lập tức đi xuống khốn. Chắc mày lại được không? Nhanh lắm á. Em nhanh quá. Trên đây thì chắc là mình thấy không? Kết. Xin anh đừng đập căn nhà này. Tôi sẽ làm mọi chuyện để cho anh được thả giận. Anh muốn tôi ngồi tù cả đời cũng được nữa. Hay là anh lấy mạng tôi cũng được. Lần trước khi cầu xin tôi cho cơ hội được chăm sóc ba cô, cô cũng đã nói như vậy. Tôi sẽ cho cô một cơ hội. Sau 3 ngày, đem 5 tỷ tới đây. Sinh nhật ba. Sinh nhật của con nè.
Tuấn Kiệt vô cùng đáng thương. Phải, Tuấn Kiệt rất khó ưa. Tuấn Kiệt có một cái quan điểm sống rất là hay. Tại vì cô là một cái người mà ham muốn làm người tốt, để rồi nghĩ rằng một người biết sống vì bản thân như tôi là biến chất. Thôi anh, người ác đâu bao giờ người ta nhận là mình ác đâu, đúng không mọi người? Người xấu đâu có bao giờ nói là ừ tôi xấu xa đâu. Thiên Ân, Minh Huy hay là Bảo Ngọc, những người bạn trong phim này đi, ai cũng nhà giàu hết. Bà này rất là nghèo à, và bố thì ở tù ra, say xỉn lúc nào cũng đánh đập mẹ. Và bạn này phải sống lớn lên trong một gia đình bạo hành ấy. Giàu hay nghèo nó đâu có liên quan. Cái chuyện ổng bị bạo hành thì đâu có liên quan tới cái chuyện mà ảnh đối xử xử sai với Thiên Ân đâu. Mà tại sao vậy? Đàn ông ăn học thì không có tự lo cho bản thân mình được, mà còn phải sống nhờ vô phụ nữ, nhờ vô bạn gái của mình, mà còn quay ngược trở lại trách bạn gái của mình là sao? Đêm đó mà Thiên Ân không lì lợm rủ Tuấn Kiệt đi ăn tối tại cái quán đó. Người ta không có muốn đi ăn, ảnh là ảnh làm huề, ảnh hôn người ta, ảnh dẫn người ta đi ăn. Thiên Ân đã kêu anh ơi đừng có uống nhiều quá, xỉn, không có lấy xe được, anh không có sao. Thôi ổng quá ẩu, ổng lo, ổng chạy đi, không chạy, ổng còn vừa lo không nhìn đường mà vừa quay qua cãi lộn với Thiên Ân vì cái gạt tàn nước bị hư, nên thành thử mới tông xe. Một người phụ nữ mà không biết bảo vệ chồng, kêu chồng được uống rượu để đêm đó đụng xe thì tội là liên con gái thôi. Đó là cái cớ, biện hộ. Ảnh là luật sư mà nên ảnh sẽ cãi cho đến khi nào trắng án thì thôi đó mọi người. Tin ngưng đi. Chắc chắn, mình lại đi. Khi tỉnh dậy, chúng ta sẽ đi chơi. Gia đình chúng ta sẽ đi đến bờ biển. Anh sẽ dạy con cách học bơi. Sẽ dạy con cách đi xe đạp nữa. Anh sẽ trở thành một người bố tốt. Anh sẽ dạy cho con
biết cách ở bên cạnh người mình yêu thương và bảo vệ người mình yêu thương. Cá nhân pháp nhân phải bồi thường thiệt hại cho người làm công và học nghề trong khi thực hiện công việc được giao. Cá nhân pháp nhân phải bồi thường thiệt hại cho người làm công và học nghề gây ra trong khi thực hiện công việc được giao, và cũng có quyền yêu cầu người làm công, người học nghề có lỗi trong việc gây ra thiệt hại. May mắn này đã theo tôi lâu rồi, chắc chắn là tôi sẽ nhận ra nó và sẽ giúp đỡ những người cần. Trong đời mình á, mình chưa bao giờ mình nghĩ là có một ngày mình khóc đến độ mà không còn một giọt nước mắt nào để khóc. Có một cảnh quay ở tòa án, lúc đó là 3 giờ sáng và Ngân phải khóc liên tục. Trước đó là một tuần rồi, là ngày nào vô từ sáng quay đến tối cũng khóc, sáng quay đến tối cũng khóc, thì một tuần rồi. Thì cái đó là cái ngày cuối của cái cảnh đó, và cảnh đó rất quan trọng. Chính vì vậy, tôi kính mong hội đồng xét xử hãy xử phạt bị cáo ở khung hình phạt cao nhất theo khoản 2, điều 260 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 dành cho tội vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ dẫn đến chết người với nhiều tình tiết tăng nặng, đó là làm chết 2 người và bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm, cố ý không cứu giúp người bị nạn. Bữa đó cũng làm khổ bạn diễn, là mình cứ khóc chảy nước mắt ra xong cái nó ngừng, nó hết nước mắt, mình không điều khiển được cái tiếng lệ nữa. Xong rồi Ngân phải ra ngoài, Ngân đứng Ngân khóc, mà lúc đó mình khóc trong cái sự bất lực của bản thân là tại sao mình là diễn viên mà cái cảnh này mình không khóc được.
mình sẽ bị ảnh hưởng đến mọi người phải đợi, rồi ekip phải chờ, mà lúc đó cũng đã rất là trễ. Ngân với chị Hoàng Anh về có bàn lại, nói là chắc là cho em xin một ngày khác được quay lại cảnh đó. Xong rồi cái hai chị em quyết định là thôi để ngày khác quay. Thì cái ngày khác quay lại thì lại được cảnh rất là tốt. Ngồi đây nè, để cứu cho nó nhỏ. Ngủ ngoan, thương gì đâu. Cái cảnh sinh em bé, tuy là Ngân chưa sinh nha, nhưng mà mình có một cái tình thương rất là đặc biệt với những đứa trẻ nhỏ. Tuy chị chưa là mẹ, nhưng mà mỗi lần chị nhìn con nít đó chị rất là thích. Và chị rất là có cái mối liên kết. Những cái cảnh mà chị diễn với con của chị có thể nói là một những cảnh tốt nhất. Tại vì tình thương chị dành cho em bé đó nó có thiệt. Chị thương thiệt và chị coi giống như con của chị thiệt. Vì cái hoàn cảnh éo le của nhân vật đó, nó làm cho mình cảm thấy rất là đau lòng. Mình cảm thấy con mình sinh ra trong một cái hoàn cảnh không có được đầy đủ, rồi trong một cái bối cảnh mà mình không có mang được hạnh phúc cho con mình á. Tự nhiên mình cảm thấy bị giằng xé lắm, mình cảm thấy mình bất lực. Nói chung là khi Ngân diễn cái cảnh sinh con á, không biết tại sao cái cảm xúc của mình nó dành cho cái vai diễn nó mạnh đến như vậy. Và mấy chị mà đóng chung với Ngân cũng diễn rất là tốt. Ở đây nguy hiểm lắm, đi. Ở đây nguy hiểm lắm, đi. Ba còn nhiều chuyện lắm. Muốn yên chuyện này á thì kiếm một đứa đứng ra đây chịu trách nhiệm với tao. Tao không cần biết đứa nào hết á, nhưng mà phải kiếm một đứa đứng ra chịu trách nhiệm thì tao mới đi yên. Không á thì tao cám hết cả đám luôn á. Chỉ cần có một người chịu trách nhiệm, anh không có can đảm đối mặt với thực tế đáng sợ sắp tới. Giờ em ở lại chăm sóc ba má giùm anh. Anh xin lỗi em. Anh Kiên, 8 năm anh cố gắng như vậy mới đến được chỗ này. Anh không muốn vào cuộc, anh không muốn ngồi tù. Anh đã chết chứ không ngồi tù với anh. Em sẽ không để cho anh đánh mất tất cả. Ân, bỏ ngay cái ý định ngu ngốc đó ra khỏi đầu đi. Anh không cho phép em.
tự hủy hoại bản thân mình như vậy đâu. Còn em sẽ không cho phép tương lai của anh bị hủy hoại như vậy. Còn tương lai của em thì sao? Tương lai của em là anh. Quen Ngân nhiều năm, con phát hiện ra được một quy luật. Đó là nếu muốn em ấy làm gì, chỉ cần nói chuyện đó có lợi cho con, Ân nhất định sẽ thực hiện bằng mọi giá. Anh tốt đẹp, em cũng sẽ tốt đẹp. Lúc cô ấy còn sống, cậu cũng bỏ rơi. Bây giờ cô ấy chết rồi, cậu cũng như vậy, hung thủ đã được tại ngoại rồi đó. Khám nghiệm hiện trường cho thấy có dấu chân bên cạnh nạn nhân, chứng tỏ hung thủ đã tới rất gần. Quan sát rồi bỏ đi. Con không sao. Em cũng không sao. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi một chút, em sẽ khỏe. Không sao mà. Em muốn mình can đảm hơn. Em... anh không yêu em. Anh sẽ trở thành một người bố tốt. Anh sẽ dạy cho con biết cách ở bên cạnh người mình yêu thương và bảo vệ người mình yêu thương. Cậu cũng bỏ rơi. Bây giờ cô ấy chết rồi, cậu cũng như vậy, hung thủ đã được tại ngoại rồi đó. Khám nghiệm hiện trường cho thấy có dấu chân bên cạnh nạn nhân, chứng tỏ hung thủ đã tới rất gần. Quan sát rồi bỏ đi. Thấy nhân nhận mở đây sao? Cậu kiên quyết chối tội. Cậu không bảo vệ được mẹ con cô ấy, nhưng có một điều cậu có thể làm được, đó là lấy lại công bằng cho họ. Thử mà suy nghĩ đi. 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. 20 giờ thứ năm thứ sáu hàng tuần trên VION.